Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngẫm Thân Tâm. Trong dòng chảy của lịch sử, không ít lần con người nhìn về tương lai với tâm thế lo lắng, nhưng chưa ai lại dự đoán chính xác như Nostradamus. Từ thế kỷ 16, nhà tiên tri huyền thoại này đã đưa ra những lời cảnh báo sắc sảo về năm 2024, năm mà ông cho rằng sẽ chứng kiến sự bùng nổ của ôn dịch, nạn đói và hải chiến, cùng với những thay đổi đầy bất ngờ trong giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị. Khi nhìn quanh, ta thấy những dấu hiệu như đang hiện hữu trước mắt với những thách thức lớn mà nhân loại đang đối diện. Liệu những dự đoán của Nostradamus có thực sự là những điềm báo của tương lai, hay chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Hãy cùng chúng tôi khám phá những lời tiên tri bí ẩn này và xem chúng có thể ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta trong video hôm nay. Nhà tiên tri Nostradamus, một trong những nhân vật có nhiều lời tiên đoán chính xác nhất xuyên suốt lịch sử, đã khiến nhiều thế hệ ngỡ ngàng với khả năng nhìn thấu tương lai. Từ hai cuộc chiến tranh thế giới, đại dịch Covid-19, cho đến sự qua đời của nữ hoàng Elizabeth và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, những lời tiên tri của ông luôn khiến người đời phải kinh ngạc. Năm 1555, Nostradamus đã dùng năng lực ngoại cảm của mình để tiên đoán hàng loạt sự kiện từ thời của ông cho đến ngày tận thế, và ông đã ghi lại những dự đoán ấy trong bộ sách Những Lời Tiên Tri. Mỗi tập sách bao gồm hàng trăm dự đoán được thể hiện qua những bài thơ đầy ẩn dụ và pha trộn nhiều ngôn ngữ, khiến việc giải mã trở nên vô cùng khó khăn. Dù vậy, hơn 70% những lời tiên tri của ông đã ứng nghiệm, khiến giới học giả và chuyên gia vẫn miệt mài nghiên cứu để giải mã thông điệp của ông cho từng năm. Năm 2024 cũng không ngoại lệ, thậm chí còn gây sửng sốt bởi những tiên đoán liên quan đến các vấn đề lớn lao của thế giới. Chiến tranh thế giới. Nostradamus từng viết 7 tháng đại chiến, người chết vì điều ác, Roven, Evril sẽ không ngục ngã trước nhà vua. Nhiều nhà phân tích cho rằng lời tiên tri này có thể ám chỉ đến cuộc xung đột giữa Nga và một quốc gia Đông Âu, mà khả năng cao sẽ tiếp tục leo thang trong năm 2024. Hoặc đó có thể là phản ánh lập trường thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan, căng thẳng địa chính trị xung quanh Đài Loan giữa các cường quốc thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc, có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn cầu, và nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Nostradamus còn tiên tri về một nhân vật nguy hiểm được gọi là Antichrist, kẻ phản Chúa. Nhân vật tà ác này được dự đoán sẽ thống trị thế giới trong 327 năm, đưa các quốc gia vào vòng xoáy kinh hoàng. Trong một số đoạn thơ kỳ bí, ông miêu tả, tai không còn máu chảy, xác chết trên biển, mưa đá đỏ tươi rơi xuống, họ bị bắt và bị đuổi đi. Hình ảnh u ám này dường như vẽ ra một tương lai đầy rẫy chết chóc, mà nguyên nhân có thể là sự leo thang của xung đột, bắt đầu từ một sự kiện bất thường liên quan đến máy bay hoặc tàu ngầm, kéo theo hàng loạt sự kiện vượt khỏi tầm kiểm soát. Ý nghĩa của những vần thơ tiên tri này vẫn còn là ẩn số, và chỉ thời gian mới có thể trả lời chính xác điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây có thể là những lời cảnh báo, nhằm giúp nhân loại thức tỉnh, tránh khỏi một tương lai đen tối đầy biến động. Trong một số đoạn khác, Nostradamus miêu tả toàn thế giới sẽ bị bao phủ bởi bức xạ khổng lồ, khiến nhiều vùng đất lớn bị thiêu rụi trong biển lửa. Một bức tranh tương lai đáng sợ được vẽ ra, nơi thế giới chìm trong hỗn loạn và sự tàn phá không thể tưởng tượng. Những lời tiên tri này liệu sẽ trở thành hiện thực, hay đó chỉ là một lời nhắc nhở để nhân loại thức tỉnh và ngăn chặn những điều tồi tệ nhất? Cuối cùng, dù tiên tri của Nostradamus có vẻ như đang dựng lên một viễn cảnh đầy u ám, chúng cũng mang trong mình một lời cảnh báo sâu sắc, tương lai vẫn còn có thể thay đổi, nếu chúng ta biết lựa chọn con đường đúng đắn và hành động kịp thời. Tân Giáo Hoàng năm 2024, những lo lắng về sức khỏe và tuổi tác của Giáo Hoàng Francis, người đã bước sang tuổi 88, đã dấy lên nhiều suy đoán về khả năng sẽ có một cuộc bầu cử giáo hoàng mới vào năm 2024. Điều kỳ lạ là Nostradamus dường như đã tiên đoán điều này từ thế kỷ 16, không chỉ đơn giản là việc chọn một giáo hoàng mới, mà còn tiết lộ nhiều chi tiết phức tạp và bất ngờ. Trong những câu thơ tiên tri đầy bí ẩn,
Nostradamus dường như ám chỉ rằng cuộc bầu chọn giáo hoàng mới sẽ diễn ra sau khi một giáo hoàng già qua đời, và người kế nhiệm có thể là một người La Mã trẻ trung và đầy năng lượng. Sự trẻ trung và sự tươi mới này được nhiều người hy vọng sẽ đem lại sinh khí mới cho giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, Nostradamus cũng cảnh báo rằng, bất chấp sự nhiệt huyết và tầm nhìn của vị tân giáo hoàng, vị lãnh đạo này sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì quyền lực, hoặc tầm nhìn của ông sẽ bị hạn chế do những vấn đề sâu xa hơn. Điều này đã dấy lên nhiều cuộc tranh luận về khả năng suy thoái quyền lực của giáo hội hoặc nguy cơ một vụ bê bối nghiêm trọng trong tương lai. Một trong những dự đoán táo bạo và đầy tranh cãi nhất của Nostradamus liên quan đến một nhân vật bí ẩn, một cậu bé da đen đóng vai trò quan trọng trong việc chọn ra giáo hoàng mới. Điều này dẫn đến nhiều giả thuyết về khả năng giáo hoàng tiếp theo có thể đến từ châu Phi hoặc châu Á, thay vì các quốc gia châu Âu như truyền thống. Nếu lời tiên tri này trở thành hiện thực, đó sẽ là một bước ngoặt lịch sử đối với giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, với ngôn ngữ mơ hồ và ẩn dụ của Nostradamus, vai trò và danh tính của vị giáo hoàng mới vẫn là một ẩn số. Kết thúc lời tiên tri là hình ảnh một hồng y da đen trao một chiếc hộp cho một hồng y đỏ. Ý nghĩa của chiếc hộp này vẫn còn là bí ẩn, mở ra nhiều cách giải thích khác nhau, từ một biểu tượng quyền lực đến một lời cảnh báo sâu sắc về sự chuyển giao đầy phức tạp trong tương lai. Trận động đất lớn. Bên cạnh dự đoán về giáo hoàng mới, Nostradamus còn đưa ra một lời tiên tri khủng khiếp khác về nước Mỹ: một trận động đất kinh hoàng sẽ tàn phá bang California, gây ra những hậu quả thảm khốc. Trong một đoạn thơ tiên tri, ông viết: khi mặt trời ở vị trí 20 độ của chòm sao Kim Ngưu, sẽ xảy ra một trận động đất lớn, nhà hát lớn sẽ bị hủy diệt, trời đất sẽ trở nên tối tăm, và những người ngoại đạo sẽ cầu xin các vị thánh. Cụm từ nhà hát lớn đã khiến nhiều người suy đoán rằng đó có thể là biểu tượng cho Hollywood hoặc Los Angeles, trung tâm của nền công nghiệp giải trí. Tuy nhiên, các nhà phân tích khác lại cho rằng đây là ám chỉ đến đứt gãy San Andreas, một trong những đường đứt gãy nguy hiểm nhất thế giới, nằm dọc bang California. Sự rung chuyển của đường đứt gãy này có thể gây ra một trận động đất tàn khốc, phá hủy diện rộng cơ sở hạ tầng và gây ra thương vong nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trận động đất có quy mô lớn mà Nostradamus dự đoán sẽ gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la, làm ít nhất 2.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác bị thương. Thêm vào đó, sự di cư hàng loạt của cư dân khỏi khu vực do sự sụp đổ của cơ sở hạ tầng có thể khiến nền kinh tế California suy sụp, gây ra những hệ lụy lâu dài vượt xa khỏi thảm họa ngay tức thì. Mặc dù những lời tiên tri của Nostradamus luôn đầy sự ẩn dụ và khó giải mã, chúng vẫn mang một thông điệp sâu sắc: sức mạnh vô hình của thiên nhiên là không thể xem thường, và nhân loại cần phải sẵn sàng đối mặt với những thử thách bất ngờ. Cuối cùng, dù những dự đoán này có thành hiện thực hay không, chúng vẫn là một lời nhắc nhở rõ ràng về những biến động không lường trước được có thể xảy ra trên toàn cầu, và rằng tương lai luôn trong tay chúng ta dựa vào những quyết định và chuẩn bị mà nhân loại thực hiện ngay từ bây giờ. Trí tuệ nhân tạo. Khi thế giới bước sang năm 2024, nhiều người tò mò về những đột phá công nghệ sẽ diễn ra. Điều đáng kinh ngạc là Nostradamus từ hàng trăm năm trước đã có những dự đoán về giai đoạn này. Ông vẽ nên một bức tranh đầy ám ảnh khi trí tuệ nhân tạo, AI và các cỗ máy thông minh sẽ vượt qua con người, trở thành kẻ thống trị mới. Khi những cơ quan được sinh ra từ máy móc sẽ chắp cánh, trái tim kim loại của chúng sẽ đập bằng ngọn lửa của con người. Nostradamus viết gợi ý về việc AI sẽ ngày càng trở nên giống con người hơn, và thậm chí có thể đánh bại loài người. Nhiều người tin rằng lời tiên tri của ông ám chỉ một thời kỳ hỗn loạn, khi robot không chỉ còn là những công cụ phục vụ mà sẽ tự quyết định, thậm chí có thể nổi dậy chống lại chủ nhân của chúng. Lúc đó, loài người sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn để giành lại quyền kiểm soát thế giới. Dự báo đáng lo ngại này cũng phản ánh những tiếng nói cảnh báo trong thời đại chúng ta, khi nhiều chuyên gia đã kêu gọi cẩn trọng trước sự phát triển không ngừng của AI. Hiện tại, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đã thay thế nhiều ngành nghề, đẩy nhiều người vào tình trạng thất nghiệp, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống gia đình và thu nhập của họ. Mặc dù không thể phủ nhận tiềm năng to lớn của AI,
nhưng các mối nguy về mặt đạo đức và sự phá vỡ trật tự xã hội vốn có thể đưa loài người tiến gần hơn tới tận thế, như Nostradamus từng cảnh báo. Điều này đòi hỏi chúng ta phải suy xét kỹ lưỡng hơn về việc phát triển và ứng dụng công nghệ trong tương lai. Tân vương nước Anh. Khi Nostradamus tiên đoán chính xác sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào năm 2022, điều đó đã khiến nhiều người quan tâm hơn đến lời tiên tri tiếp theo của ông về hoàng gia Anh. Ông ám chỉ rằng sẽ có một biến động trong hoàng gia và một vị vua mà ông gọi là vua của các đảo sẽ thoái vị, nhường ngôi cho người mà ông mô tả là không mang dấu hiệu của một quốc vương. Mario Riding, một nhà nghiên cứu và phân tích các lời tiên tri của Nostradamus, tin rằng vua của các đảo có thể ám chỉ vua Zachary đệ tam. Trong khi đó, nhân vật không mang dấu hiệu của một quốc vương là một câu hỏi mở, với nhiều suy đoán khác nhau. Một số người nghĩ đến hoàng tử Harry, nhưng nhà ngoại cảm người Anh Craig Parker lại có một góc nhìn khác. Ông cho rằng Harry sẽ mất danh hiệu vào năm 2024 và sẽ không phải là người kế vị ngai vàng. Khi kết nối các sự kiện xung quanh cái chết của nữ hoàng Elizabeth và những lời tiên tri của Nostradamus, có lý do để đặt câu hỏi liệu hoàng gia Anh sẽ trải qua những thay đổi gì trong tương lai gần. Đại thảm họa thiên nhiên. Theo các nhà phân tích lời tiên tri của Nostradamus, mối đe dọa lớn nhất mà loài người sẽ phải đối mặt vào năm 2024 có thể là từ thiên nhiên. Ông tiên đoán rằng trái đất khô cằn sẽ càng thêm khô cằn, rồi sau đó những trận lũ khủng khiếp sẽ ập đến, gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi. Điều này cho thấy tình trạng biến đổi khí hậu sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn, với các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kỷ lục, cháy rừng, hạn hán và bão tố xảy ra thường xuyên hơn, mạnh mẽ hơn. Lời tiên tri của Nostradamus hoàn toàn phù hợp với những cảnh báo khoa học về biến đổi khí hậu và những tác động của nó trong năm 2024. Theo phân tích từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, có tới 1/3 khả năng năm 2024 sẽ còn nóng hơn cả năm 2023. Đồng thời, có đến 99% khả năng rằng năm 2024 sẽ nằm trong top 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Khủng hoảng kinh tế. Trong lĩnh vực kinh tế, Nostradamus đưa ra một dự đoán đáng sợ, giá lúa mì sẽ tăng cao đến mức loài người sẽ phải ăn thịt đồng loại để tồn tại. Dù nghe có vẻ cực đoan, nhưng với tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay, lời tiên tri này khiến nhiều người lo ngại về những khó khăn mà nhân loại có thể phải đối mặt trong tương lai. Cuộc khủng hoảng kinh tế đang bắt đầu xuất hiện trên toàn thế giới, và không ít chuyên gia dự đoán rằng những khó khăn tài chính sắp tới sẽ còn khốc liệt hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng kinh tế trong lịch sử. Thời kỳ biến động lớn mà Nostradamus từng tiên đoán có thể đang đến gần hơn bao giờ hết. Mặc dù những lời tiên tri của Nostradamus dường như vẽ nên một bức tranh u ám về tương lai, nhưng đó không phải là tất cả. Trong bức thư gửi đến quốc vương, ông đã tiết lộ một tia hy vọng rằng trước khi tất cả đạt đến hồi kết trong thiên niên kỷ mới, sự chuyển dịch của các ngôi sao và chòm sao trên bầu trời sẽ mang đến sự ổn định cho nhân loại. Thần vạn năng đã lên kế hoạch cho một cuộc canh tân lớn, và khi các chòm sao trở về đúng vị trí của chúng, thế giới sẽ được tái sinh dưới sự dẫn dắt của ý chí thần thánh. Tuy nhiên, tất cả điều này phụ thuộc vào ý nguyện và hành động của con người. Sau mọi thử thách và khó khăn, nhân loại có thể bước qua một thời kỳ mới tươi sáng hơn, một kỷ nguyên của sự thịnh vượng và hòa bình. Điều này phụ thuộc vào những lựa chọn mà chúng ta thực hiện hôm nay, những hành động để định hình tương lai. Các nhà tiên tri, dù cổ xưa hay hiện đại, đều chung một quan điểm: giai đoạn sắp tới sẽ là thời khắc quyết định và là ngã rẽ quan trọng cho số phận loài người. Những sự kiện mà ta cho là trùng hợp thực chất là những lời cảnh tỉnh, và chính chức năng cảnh báo ẩn chứa trong các lời tiên tri mới là điều quan trọng nhất mà chúng ta nên chú tâm. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Ngẫm Thân Tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.